Đồ gỗ Thành Khuyên xin trân trọng kính chào quý khách. Hiện tại đang vào những ngày của tháng 3 năm 2021 dương lịch, thì cơ sở chúng tôi có dựng lên một bộ sập gỗ hương đá hàng thượng của cơ sở chúng tôi, được chúng tôi thửa gỗ rất là cẩn thận, hàng rất là nhiều vân. Đây là một bộ sập 1m6 x 2m, chân 24, cỏ liền vai 10 phân, ván 2 phân. Tôi xin nhắc lại, đây là một bộ sập gỗ hương đá được cơ sở chúng tôi thửa gỗ rất là cẩn thận. Đấy, hàng VIP của cơ sở chúng tôi, khách hàng đây được hàng rất là nhiều vân, kích thước 1m6 x 2m. Đây, tôi sẽ quay chi tiết phần mặt đây, quá là đẹp luôn. Hàng với chất liệu bằng hoàn toàn bằng gỗ hương đá, vân rất là nhiều. Đấy, thì trong video clip lần này thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể cho quý khách hàng một sập gỗ hương đá giá hoàn thiện. Đây là một bộ sập VIP 1 của cơ sở chúng tôi. Khách hàng nào có nhu cầu về sản phẩm về đồ gỗ đồ thờ xin hãy liên hệ với Thành Khuyên chúng tôi qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo qua số 0398949881. Chúng tôi mới dựng lên một bộ sập gỗ hương đá 1m6 x 2m, hàng tứ diện cổ liền, chân 24. Đây, tôi sẽ quay gần hơn. Đấy, đường vân này toàn bộ là vân tự nhiên, gỗ tự nhiên và vân tự nhiên, rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn như hình ảnh 3D. Được chúng tôi thửa gỗ từ chiếc vai tới chiếc mắt sập, từ chiếc vai tới chiếc mặt sập. Đây, đây là dạ ngang, đây dạ ngang giống như dạ tiền. Đấy, đây là một mẫu sập trơn. Đấy, mọi người thấy nó vân này. Đấy, toàn bộ nó vân tự nhiên. Toàn bộ vân tự nhiên. Đấy. Đấy, phía bên dạ tiền đây. Hai mặt dạ tiền này, vân này. Quá là đẹp luôn. Một chiếc sập hàng thửa cơ sở chúng tôi. Quá là VIP. Đây, khách hàng thấy được bốn mặt như nhau, hàng rất là nhiều vân. Đấy, chúng tôi mới té một ít tước lên thôi, vân nó nổi lên hết các bạn. Khi mà hoàn thiện lên thì vân đúng sẽ đúng như vậy. Hàng thửa vân rất là đẹp. Cùng một cây gỗ xẻ ra đây, để cái ván này nhìn thấy được đây, quá đẹp. Đây, tôi sẽ quay lại. Những cái đường vân rất là đẹp. Đây, những cái vết như này, xoáy vân như này, thể hiện đây là những cái loại gỗ già gỗ thì mới có những cái được những cái vết xoáy như thế này. Gỗ này thì được chúng tôi xẻ từ cách đây khoảng vài tháng rồi, sau đấy thì tôi mới dựng lên gỗ sọc đẹp như thế này, chân 24, kích thước 1m6 x 2m, cổ liền vai 10 phân, hàng tứ diện bốn mặt vân vân, hàng cực VIP. Đấy, thì để quý khách hàng không phải chờ lâu thì cơ sở chúng tôi cũng sẽ báo giá cụ thể đối với hàng VIP 1 đây, cơ sở chúng tôi. Hiện tại chưa có chủ nhân, thì khách hàng nào có nhu cầu thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể cho khách hàng. Ở đây là một bộ sập 1m6 x 2m, cổ liền, chân 24, dạ 10 phân, hàng tứ diện, ván 2 phân. Cơ sở chúng tôi đang bán bộ sập VIP 1 này với giá là 54 triệu hoàn thiện cho khách hàng, bao vận chuyển lắp đặt cho khách hàng dưới 100 km. Khách hàng nào trên 100 km thì hỗ trợ cho cơ sở chúng tôi thêm một chút phí vận chuyển. Tôi xin báo lại là bộ sập trơn hàng thửa vân của cơ sở chúng tôi. Đây là
bộ được chúng tôi lựa chọn phần từ mặt tới quầy. Cơ sở chúng tôi đang bán với giá là 59 triệu, hàng VIP 1 của cơ sở chúng tôi. Đấy, khách hàng nào có nhu cầu về sản phẩm về đồ gỗ đồ thờ thì có thể liên hệ trực tiếp với Thành Khuyên chúng tôi qua số điện thoại 039 hoặc số Zalo 0398949884 để đến trực tiếp cơ sở chúng tôi đặt tại địa chỉ là Ngày Mọc La Xuyên Vàng, thuộc xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Tạm biệt video clip tại đây.